Chào mừng các em đến với chương trình dạy học trực tuyến của trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11, bài giảng sinh học 8. Hôm nay cô và các em tiếp tục tìm hiểu bài số 18, vận chuyển máu qua hệ mạch, vệ sinh hệ tuần hoàn. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu phần 1 La Mã, sự vận chuyển máu qua hệ mạch. Các em nhìn hình, đây là máy đo huyết áp. Trước khi chúng ta vào khám bệnh thì thường bác sĩ sẽ nhờ y tá đo huyết áp cho chúng ta. Vậy thì các em sẽ quan sát hình kết hợp với nghiên cứu thông tin sách giáo khoa trang 58. Qua nghiên cứu hình đồ thị sự biến đổi huyết áp trong hệ mạch và kết hợp thông tin sách giáo khoa, các em cho cô biết huyết áp là gì? Câu trả lời, huyết áp chính là áp lực của máu chảy bên trong mạch máu do tim co bóp tạo ra thì nó gọi là huyết áp. Và huyết áp thì nó cũng sẽ có hai chỉ số. Các em nhìn lên đồ thị các em sẽ thấy ha, đó là huyết áp tối đa. Và huyết áp tối đa là khi tâm thất co nó tạo ra một cái lực để đẩy cho cái máu nó lên trên mạch máu mạnh nhất. Thì nó tạo ra huyết áp tối đa thì nó tương đương với khoảng 120 ml thủy ngân. Và cái chỉ số thứ hai là huyết áp tối thiểu, là cái huyết áp mà khi tâm thất nó giãn thì cái lực mà máu chảy bên trong mạch máu nó sẽ là thấp nhất, thì tương đương với khoảng 80 ml thủy ngân. Đây là biểu hiện của cái sự huyết áp thấp ha, là mệt mỏi, nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn. Sự biến đổi vận tốc máu. Các em quan sát cái đồ thị biến đổi của vận tốc trong hệ mạch. Cái đường màu tím tím hình số A, hình A đó là vận tốc máu, và cái chữ B, đường màu B là đường gấp khúc, có màu xanh đó là tổng diện tích mạch. Thì mình sẽ thấy trong ba loại mạch, động mạch, mao mạch và tĩnh mạch, động mạch chủ, mao mạch và tĩnh mạch chủ, thì tổng tiết diện của tĩnh mạch chủ là nó sẽ lớn nhất và mao mạch sẽ nhỏ nhất. Nhưng tốc độ máu thì đối với động mạch tốc độ máu sẽ nhanh nhất và mao mạch tốc độ máu nhỏ nhất, thấp nhất. Các em nhìn hình đây là máu nó chảy ở bên trong tĩnh mạch. Các em quan sát hình ở trên và các em điền vào chỗ trống trong các cái câu sau. Có cái đoạn thông tin gợi ý các cái từ ở bên dưới. Các em sẽ sử dụng những từ ở bên dưới và chúng ta điền vào ở phía trên. Chúng ta cùng sửa ha. Máu tuần hoàn liên tục và theo một chiều trong hệ mạch nhờ sức đẩy của tim, áp lực trong mạch và vận tốc máu. Ở động mạch, vận tốc máu lớn 0,5 m/s nhờ sức đẩy của tim, sự co giãn của thành mạch. Ở tĩnh mạch, máu vận chuyển là nhờ sự co bóp của các cơ quanh thành mạch, sức hút của lồng ngực khi hít vào, sức hút của tâm nhĩ khi giãn ra và sự hỗ trợ của van một chiều. Như vậy là mình có thể kết luận được rằng là ở động mạch á, cái vận tốc máu rất là lớn, đó là nhờ cái sự co đẩy của tim, sự co bóp của tim và cái sự co giãn của thành mạch, cho nên nó tạo ra cái tiếng động ở bên trong động mạch, mình gọi là động mạch. Còn ở tĩnh mạch á, máu vận chuyển được là bởi vì nhờ vào cái sự co bóp của các cái cơ quanh thành mạch khi chúng ta vận động nè. Cái sức hút của lồng ngực khi chúng ta hít vào, sức hút của tâm nhĩ khi mà tâm nhĩ nó giãn ra, và đồng thời nhờ cái sự hỗ trợ của van một chiều làm cho máu có thể chảy được một chiều bên trong tĩnh mạch. Như vậy chúng ta sẽ ghi nhận các thông tin về sự vận chuyển máu qua hệ mạch vào tập. Tiếp tục chúng ta qua phần 2 La Mã, vệ sinh hệ tim mạch. Các bạn sẽ làm cho cô 4 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là chỉ ra tác hại của gây hại cho tim mạch. Câu hỏi thứ hai là kể một số biểu hiện của người bị tim mạch. Câu hỏi số 3
cần bảo vệ tim mạch như thế nào? Và câu hỏi số 4, có những biện pháp nào để rèn luyện hệ tim mạch? Rồi bây giờ chúng ta sẽ trả lời câu hỏi ha. Các bạn sẽ thấy những cái tác nhân gây hại cho tim mạch nè. Thứ nhất là mỡ động vật nè, các cái con virus, đặc biệt là virus cúm nè, cái sự stress giận dữ nè, tập thể dục thể thao mà không tập ha, lao động không vừa sức nè, do bởi các cái bệnh bẩm sinh như hở van tim hoặc là do rượu bia thuốc lá. Vậy thì biểu hiện của người bị tim mạch sẽ như thế nào ha? Nhồi máu cơ tim, mỡ cao trong máu, huyết áp cao, nhồi máu não, ho ra máu, đau ngực, sơ vữa động mạch, hồi hộp, khó thở. Tác nhân gây hại, thứ nhất là do khuyết tật tim hoặc là do bị một cú sốc mạnh, do sử dụng nhiều các chất kích thích sẽ làm tăng nhịp tim. Một số virus và vi khuẩn có độc tố khi vào cơ thể nó sẽ tiết ra độc tố đó gây ra hại cho tim. Các món ăn chứa nhiều mỡ động vật cũng gây hại cho hệ mạch. Và do chúng ta luyện tập thể dục thể thao quá sức hoặc là do bị stress, chúng ta tức giận quá mức thì làm tăng huyết áp. Rồi đây là cái bệnh về xơ vữa động mạch, cô đã nói nhiều ở các bài trước. Thì cô nhắc lại cho các bạn, đó là nguyên nhân chủ yếu là do chúng ta ăn quá nhiều các cái mỡ động vật, đặc biệt là cholesterol là một loại mỡ xấu có trong cơ thể ở động vật. Và cái chất này ngấm vào thành mạch thì nó làm cho mạch của mình bị hẹp ha, nó đóng ở quanh thành mạch làm cho mạch máu bị hẹp và bị xơ cứng và rất là dễ vỡ, làm cho máu nó vận chuyển khó khăn, thì hình thành cục máu đông, và cục máu đông nó di chuyển khắp nơi, nó di chuyển đến vỏ tim và nó di chuyển đến não là hai cơ quan quan trọng, nó bích cái động mạch nuôi vỏ tim hoặc là nuôi não thì sẽ gây ra các cơn đau tim và đột quỵ. Đây là hình ảnh xuất huyết não, tức là chảy máu trong não khi mà mạch máu ở não nó bị vỡ ra. Vậy thì chúng ta sẽ bảo vệ hệ tim mạch như thế nào? Thứ nhất là chúng ta cần khắc phục và hạn chế giận dữ nè, stress nè, không sử dụng các cái chất kích thích. Thứ hai là bảo vệ bản thân, hạn chế một số virus, vi khuẩn cũng như là bảo vệ môi trường thì sẽ hạn chế gây hại cho tim. Không ăn các món ăn chứa nhiều mỡ động vật, không ăn mặn, không ăn quá mặn ha, để tránh xơ vữa động mạch. Không nên luyện tập thể dục thể thao quá sức hay là giận dữ quá độ để hạn chế tăng huyết áp. Ngoài ra chúng ta nên trồng cây xanh, tạo bầu không khí trong lành để giúp cho tinh thần chúng ta sảng khoái. Các biện pháp để rèn luyện tim mạch ha, thứ nhất là chúng ta xoa bóp nè, chúng ta tập dưỡng sinh nè, chúng ta lao động vừa sức hay chúng ta tập thể dục thể thao. Các bạn quan sát cái bảng ha, ở nhịp tim nè, ở trạng thái lúc nghỉ ngơi với người bình thường sẽ là 75 nhịp tim một phút. Nhưng mà ở các vận động viên á, có luyện tập á, thì nhịp tim của họ sẽ giảm 40 đến 60 lần trong một phút thôi. Còn lúc hoạt động gắng sức, người bình thường là 150, vận động viên sẽ tăng nhịp tim lên đến 180 hoặc đến 240 lần trong một phút. Và lượng máu được bơm của một ngang tim lúc nghỉ ngơi thì người bình thường là 60 ml thôi, nhưng với vận động viên thì nó lại tăng lên đến 75 đến 115 ml. Còn lúc hoạt động gắng sức, người bình thường chỉ có 90 ml thôi, nhưng vận động viên tăng lên 180 đến 210 ml. Điều đó có nghĩa là nếu như chúng ta tập luyện một cách điều độ thì chúng ta sẽ giảm được nhịp tim, nhưng cái lượng máu bơm vào trong ngăn tim sẽ tăng lên, thì điều đó giúp cho cái lượng oxy và cái lượng chất dinh dưỡng được cung cấp cho các cơ quan bộ phận của mình tăng lên và làm cho cái cơ thể của mình nó được một cách khỏe mạnh hoàn toàn, tăng cái sức khỏe mạnh lên. Bây giờ các bạn điền cho cô những cái thông tin về vệ sinh tim mạch vào tập nha. Tiếp theo chúng ta sẽ đến những cái câu hỏi để củng cố bài. Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng. Huyết áp cao nhất là huyết áp ở
À, động mạch chủ. Nguyên nhân của bệnh cao huyết áp đó là do người lớn tuổi, động mạch xơ cứng do ăn mặn hoặc ăn quá nhiều mỡ động vật. Hướng dẫn về nhà, chúng ta chép bài đầy đủ vào tập. Các bạn lưu ý là tuần sau chúng ta sẽ có một bài kiểm tra giữa học kỳ 1. Thời gian thực hiện là vào ngày thứ ba 16 tháng 11. Hình thức là trắc nghiệm link Google Form. Số lượng câu trắc nghiệm sẽ là 40 câu và thời gian để chúng ta làm bài là 60 phút. Chúng ta vào sớm 15 phút. Thời gian được mở đề kiểm tra sẽ là 13 giờ 15 và đến 14 giờ 15 cô sẽ tắt link của đề kiểm tra. Nội dung sẽ nằm trong 6 bài. Bài số 3, tế bào, bài số 8, cấu tạo và tính chất của xương, bài 11, tiến hóa của hệ vận động, vệ sinh hệ vận động, bài 14, bạch cầu, miễn dịch, bài 15, đông máu và nguyên tắc truyền máu, và bài 17, tim và mạch máu. Cô sẽ gửi cho các em một cái bài ôn tập, hướng dẫn ôn tập kiểm tra giữa học kỳ. Các em sẽ tự ôn tập và sau đó đến ngày thứ ba chúng ta sẽ vào sớm để chúng ta làm bài kiểm tra. Bài học đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Mến chào các em. Hẹn gặp lại các em ở bài học tiếp theo.